Chào tất cả anh em. Hôm nay mình làm video này hướng dẫn anh em cách tải huyền thoại Runeterra, một tựa game mới phát hành bữa hôm ngày 9, nhưng hiện tại thì ở Việt Nam chúng ta chưa thể chơi được. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách tải về mà không cần phải ít phát IP nha. Đầu tiên thì anh em tải tab tab về giúp cho mình. Cái này thì mình có để dưới link mô tả. Anh em chỉ cần kích vào là tải về file APK nha. Sau khi đã tải về thì anh em vào app và ghi tên tựa game này vào là Legend of Runeterra. Đây, ở đây thì anh em nhấn vào và tải về thử nha. Tải về. Phiên bản tải này cũng khá là nhẹ. Thì một số anh em chơi trước thì cũng đánh giá là tựa game này cấu hình nó cũng không quá nặng nhưng mà đồ họa cũng rất là đẹp. Sau khi đã tải về thì anh em cài đặt và mở lên nha. Và đây chính là giao diện màn hình chính khi vào game. Ở đây thì chúng ta sẽ có hai cách để mà đăng nhập vào tựa game này. Một là anh em dùng tài khoản Riot, hai là dùng tài khoản Google Play là Gmail đó. Nhưng ở đây thì mình khuyến khích nên dùng tài khoản Riot nha. Hiện tại thì Google chưa thể vào được vì hiện tại là vẫn chơi bên server của nước ngoài. Đối với tài khoản Riot thì ở đây nó có chỉ cho mình cách lập luôn, lập trực tiếp trên điện thoại. Nhưng vấn đề là anh em gặp ở đây rất là nhiều lỗi. Đó là cái lỗi không thể xác minh được tài khoản khi mà anh em lập trên điện thoại. Đây, sẵn đây thì mình cũng lập thử cho anh em. Đầu tiên anh em điền mail vào. Tiếp theo là ngày tháng năm sinh. Tên in game là tên đăng nhập. Mật khẩu ở đây thì anh em nhớ có chữ và số nha, ba số khác nhau. Sau đó đồng ý tích hai cái dấu đỏ dưới và xác nhận mấy cái ô hình đây. Ở đây thì mình trùng tên cho nên mình sẽ đổi lại một chút. Sau khi đã xác nhận thì anh em chỉ cần kích vào tiếp tục. Đây, bây giờ mình sẽ đăng nhập bằng chính cái nick game vừa tạo. Ở đây anh em có thể thấy là hiện tại nó đang bị gặp cái lỗi này. Lỗi này rất nhiều anh em ở trên group cũng như là anh em trên mạng gặp rất là nhiều và chưa ai biết fix cái lỗi này. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các anh em fix cái lỗi này nha. Đầu tiên anh em thoát ra vào phần cài đặt và vào phần quản lý app nha. Đây chính là phần này. Anh em tìm cho mình cái tựa game hồi nãy và xóa hết dữ liệu của nó đi. Xóa hết dữ liệu đi. Rồi, sau khi đã xóa hết dữ liệu thì anh em vào cái link đây, mình để ở trên này, link tạo tài khoản Riot.
anh em vào cái link này và xem cái video mình đã hướng dẫn trước khi mà tạo cái tài khoản đó này. Anh em tạo đúng như mình hướng dẫn, chọn server của nước ngoài nha, chọn đúng cái bên nước ngoài. Thì khi anh em đã lập xong rồi thì khi quay trở lại đây, giấy tờ hàng khoản của anh em sẽ vào được. Ở đây thì mình đã lập ở những cái lần làm video trước, mình đã làm phải hai lần hai cái tài khoản như vậy, cho nên anh em chỉ cần xem mà làm lại đúng như hướng dẫn thì nó sẽ vào được. Đây mình sẽ vào lại cho anh em xem. Nhớ là sau khi đã bị vậy thì anh em nhớ phải xóa những cái dữ liệu ở trên cái app đó nha, như vừa rồi mình đã làm á. Đây mình sẽ đăng nhập cái tài khoản mà mình đã tạo ở trên trang của Riot như cái video mà mình đã hướng dẫn. Không tạo nha, đăng nhập vào chứ không tạo tài khoản nữa. Đăng nhập đúng cái tài khoản mà anh em đã tạo ở trên máy tính hoặc là trên điện thoại, nhưng mà vào web. Đó, bây giờ thì nó sẽ vào đây, login đây. Không gặp lỗi nha. Vâng, check for update thì anh em chịu khó đợi một chút cho nó cập nhật nhanh thôi. Ok, đây là giao diện của game. Chỉ cần lập đúng tài khoản như mình hướng dẫn thì anh em sẽ vào được. Cách tích lỗi nó rất đơn giản, và ở đây thì mình hướng dẫn bằng cách các bạn vào tap tap, chứ không sử dụng đến những cái fast IP lằng nhằng hay là sử dụng tải những cái app fast IP về mới chúng ta mới sử dụng được. Đó là dành cho Android. Còn đối với iOS thì như thế nào? Trên iOS thì các bạn dùng iPhone hiện tại, các bạn sẽ tải trên App Store nhé. Đơn giản là dùng xem, chúng ta sẽ chơi server của Singapore. Ở đây thì mình có không có xài iPhone cho nên anh em xem hướng dẫn này và làm theo là được. Còn anh em nào á mà gặp phải cái lỗi mà 170.000 hay 180.000 á thì out ra rồi vào lại là ok, không có vấn đề gì hết. Còn nếu mà nó vẫn không được thì anh em cứ xóa dữ liệu như mình lúc ban đầu và đăng nhập lại thôi. Cơ bản là anh em phải có cái tài khoản mà mình đã hướng dẫn tạo đó. Bởi vì cái tài khoản mà lập trên điện thoại này á, nó không có phát được IP của nước ngoài. Hiện tại cái tài khoản mà mình lập trên này là cái tài khoản IP của Việt Nam. Cho nên nếu mà muốn chơi thì anh em phải chịu khó một chút. Mình lập khoảng 5 phút thôi, đơn giản chứ không có khó. Chỉ cần có một cái email vô đăng nhập đúng tên như mình đã hướng dẫn về, chọn đúng server nha. Đặc biệt là đúng cái server của nước ngoài mà như mình đã kích ở trong cái video hướng dẫn thì anh em sẽ tạo được mà thôi. Cái sau khi đã tải về mà ai còn gặp vấn đề gì thì để lại bên dưới comment, mình sẽ giải đáp. Hoặc là tham gia vào group tốc chiến đấu trường chân lý mobile và huyền thoại Runeterra mà mình có để link bên dưới mô tả nhé. Và đừng quên like, share và đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất từ tốc chiến đấu trường chân lý mobile cũng như huyền thoại Runeterra nhé. Cảm ơn em đã ủng hộ. Tạm biệt anh em.